Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại giáo xứ Ngưỡng Nhân, thuộc về hạt Đại Đồng. Hạt Thức Hóa, xin lỗi, hạt Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu. Hôm nay nghe trên trang mạng giáo xứ Ngưỡng Nhân mở lễ phục sinh rất là hoành tráng, có nhà mồ rất lớn, rồi thì đóng đanh cất xác. Mình sẽ quay cảnh hang đá nhà mồ, mời các bạn cùng Phạm Thao sẽ tiến đi. Thưa các bạn, đây là cây thánh giá và con rắn, và có một mũi đồng, dây thừng mạo gai. Và có một con gà trống, chắc là ý chỉ là trước khi gà gáy sẽ chu thầy 3 lần. Các con ngủ sao? Các ông còn mài ngủ các bạn. Thưa các bạn, đây là Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Và có hàng chữ lạy cha, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha.
xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Bây giờ mời các bạn xem tiếp video tiếp theo.